Xin kính chào quý vị khán giả. Rất vui được gặp lại quý vị khán giả trong chương trình Luận đàm ngày hôm nay. Thưa quý vị, ngày 14 tháng 6 năm 2024, Bộ Chính trị đã ban hành chỉ thị số 35 về Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 14 của Đảng. Chỉ thị kế thừa các yêu cầu trong chỉ thị Đại hội Đảng bộ các cấp một số nhiệm kỳ gần đây, các quan điểm, mục tiêu, yêu cầu của Nghị quyết Đại hội 13 của Đảng, Nghị quyết số 26 ngày 19 tháng 5 năm 2018 của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 12 về tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược, đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ, cùng các quy định của Đảng có liên quan và bổ sung mới một yêu cầu, nêu rõ chỉ đạo của Bộ Chính trị cần tiếp tục chấn chỉnh, đổi mới mạnh mẽ công tác cán bộ, công tác chuẩn bị nhân sự. Để tìm hiểu sâu hơn về chỉ thị số 35 và những yêu cầu đặt ra đối với công tác cán bộ trong giai đoạn hiện nay, ngày hôm nay chúng tôi đã mời tới trường quay hai vị khách mời. Vâng, vị khách mời đầu tiên xin trân trọng giới thiệu là đồng chí Nguyễn Đức Hà, nguyên Vụ trưởng Vụ Cơ sở Đảng, Ban Tổ chức Trung ương. Vị khách mời thứ hai xin trân trọng giới thiệu Phó Giáo sư Tiến sĩ Ngô Thành Can, nguyên Phó trưởng khoa Tổ chức và Quản lý nhân sự, giảng viên cao cấp Học viện Hành chính Quốc gia. Lời đầu tiên xin được chân thành cảm ơn hai vị khách mời đã dành thời gian cho Truyền hình Nhân dân ạ. Để mở đầu chương trình ngày hôm nay thì xin mời hai vị khách mời cùng quý vị khán giả chúng ta cùng theo dõi một đoạn clip ngắn ngay sau đây. Chỉ thị số 35 ngày 14 tháng 6 năm 2024 của Bộ Chính trị về Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 14 của Đảng là văn bản hết sức quan trọng, định hướng rõ những quan điểm, nguyên tắc, mục tiêu, yêu cầu và những nội dung cơ bản chuẩn bị Đại hội Đảng bộ các cấp để các cấp ủy, tổ chức đảng quán triệt, lãnh đạo, chỉ đạo, cụ thể hóa và tổ chức thực hiện ở cấp mình, bảo đảm đồng bộ, thống nhất trong toàn hệ thống chính trị. Chỉ thị nêu rõ công tác chuẩn bị và tổ chức Đại hội Đảng bộ các cấp phải được các cấp ủy lãnh đạo chỉ đạo tổ chức thực hiện theo đúng quy định, nguyên tắc của Đảng, nâng cao chất lượng văn kiện Đại hội Đảng bộ các cấp, dự báo được tình hình, xác định rõ thế mạnh, định hướng, trọng tâm phát triển. Công tác nhân sự phải đảm bảo sự lãnh đạo trực tiếp, toàn diện của Đảng, cấp ủy các cấp và đề cao vai trò trách nhiệm của tập thể lãnh đạo và người đứng đầu theo quy định, bảo đảm sự đoàn kết, thống nhất cao, thận trọng từng bước, làm đến đâu, chắc đến đó. Cần có cơ chế, tiêu chí sàng lọc hiệu quả để không bỏ sót những người thật sự có đức, có tài. Thưa các vị khách mời, có thể thấy chỉ thị số 35 là một văn bản rất quan trọng nhằm làm tốt công tác chuẩn bị và tổ chức Đại hội Đảng bộ các cấp. Và chỉ thị lần này thì được cho là có nhiều điểm mới, điểm nhấn so với trước đây. Vậy thì cụ thể những điểm mới, điểm nhấn này là gì? Đầu tiên xin được hỏi ý kiến của đồng chí Nguyễn Đức Hà. Đúng là chỉ thị 35 của Bộ Chính trị về Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 14 của Đảng lần này tiếp tục kế thừa những cái nội dung còn phù hợp trong các chỉ thị trước đây của các nhiệm kỳ đại hội trước. Nhưng để cho nó phù hợp với thực tiễn và đáp ứng yêu cầu hiện nay thì trong chỉ thị của Bộ Chính trị lần này có điều chỉnh, có bổ sung và có cập nhật thêm một số nội dung mới để cho nó tương thích theo cái tinh thần nghị quyết 26 của Trung ương cũng như tinh thần Đại hội 13 của Đảng. Đặc biệt nhấn mạnh về vấn đề công tác cán bộ. Vì vậy tôi có thể nêu lên một vài cái điểm nhấn mà nó rất quan trọng thế này. Thứ nhất là về số lượng cấp ủy các cấp thì lần này ở cấp tỉnh và cấp huyện được thực hiện số lượng theo cái nhiệm kỳ 2015-2020. Riêng cấp xã thì vẫn cứ thực hiện như cũ. Thứ hai là về độ tuổi tham gia cấp ủy thì nó có một cái đáp ứng yêu cầu là hiện nay luật lao động đã tăng tuổi bình quân, tăng tuổi của nam cũng như của nữ theo lộ trình. Cho nên lần này có hai cái điều chỉnh cho nó phù hợp. Một là tuổi tham gia lần đầu nó cũng có tăng lên, rất cụ thể trong chỉ thị. Thứ hai nữa là quy định về độ tuổi trẻ nó cũng có cái điều chỉnh tăng lên một chút, vân vân. Thế hay là trước đây là nói là đưa ra tỷ lệ bí thư cấp ủy cấp tỉnh, bí thư cấp ủy cấp huyện là phải phấn đấu đạt bao phần trăm. Thì lần này cụ thể hơn một cái là gì? Ở cấp tỉnh ấy, cơ bản thực hiện bí thư không phải là người địa phương. Còn ở cấp huyện, 100% đối với cấp huyện là thực hiện bí thư cấp ủy không là người địa phương.
Vâng, xin hỏi ý kiến của Phó Giáo sư Tiến sĩ Ngô Thành Can. Vâng, ở những cái phần mà anh Hà vừa nói về độ tuổi này, về trẻ này, hoặc là số lượng này, thì chúng ta cũng thấy là chỉ thị có nói. Ở đây chúng ta thấy là ngay đầu tiên thì chỉ thị cũng nêu rõ 7 cái yêu cầu, mà trong đó có một cái yêu cầu về công tác nhân sự. Chú trọng công tác nhân sự, hướng tới những cái người có đủ phẩm chất, năng lực, đặc biệt là những cái người có đạo đức công vụ, có đạo đức cách mạng, những người mà dám nghĩ, dám làm. Chỉ thị 35 đã kế thừa được những cái nội dung, những cái phần mà của các chỉ thị trước đó, nhất là cái chỉ thị 35 cũ năm 2019. Bên cạnh đó thì chúng ta thấy là chỉ thị mới đưa ra 7 cái yêu cầu mà trong đó nhấn mạnh và chú trọng đến một cái yêu cầu mà chúng ta thấy là nó có một cái vai trò rất quan trọng. Đấy là chú trọng vào công tác nhân sự, và một số phần mà chúng ta thấy cũng có bổ sung và điều chỉnh cho phù hợp. Nhưng ở đây chúng ta thấy là những cái phần này nó có một cái ý nghĩa lớn đối với các công tác chuẩn bị chúng ta. Cái thứ nhất chúng ta thấy rằng là đấy là một cái định hướng lớn đối với công tác chuẩn bị nói chung, tập trung vào con người và tập trung vào văn kiện. Tuy nhiên ở đây thì chúng tôi nói thêm những ý nghĩa lớn đối với công tác nhân sự. Cái thứ nhất là định hướng vào để sao chúng ta có được một cái đội ngũ, những người có năng lực, có phẩm chất, mà chúng ta tập trung vào những cái người có phẩm chất tốt, có đạo đức để cống hiến cho sự nghiệp, để chúng ta làm sao cho không bỏ sót được những cái người dám nghĩ, dám làm, dám đấu tranh, dám chịu trách nhiệm. Như Phó Giáo sư Tiến sĩ Ngô Thành Can vừa chia sẻ thì một trong 7 yêu cầu đối với công tác chuẩn bị và tiến hành Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2025-2030 có nêu rõ chỉ đạo của Bộ Chính trị là cần tiếp tục chấn chỉnh, đổi mới mạnh mẽ công tác cán bộ, công tác chuẩn bị nhân sự. Vậy thì trong giai đoạn hiện nay điều này có ý nghĩa như thế nào ạ? Ở đây chúng ta khẳng định luôn là chỉ thị hướng vào một cái công tác quan trọng hiện nay và có ý nghĩa rất lớn trong phần hiện nay. Bởi vì không chỉ người dân, không chỉ những là cán bộ đảng viên quan tâm đến cái phần này, mà cả xã hội thu hút quan tâm đến cái phần này. Ở đây chúng ta thấy rằng là trước nhất là hướng tới để xây dựng một đội ngũ cán bộ mà chúng ta hướng tới là những người có phẩm chất, có năng lực, đặc biệt là nhấn mạnh đến là vấn đề đạo đức cách mạng, đạo đức của người cán bộ, ở đây chúng ta chú ý. Cái nữa mà chúng ta cũng thấy một cái ý nghĩa lớn của nó là cố gắng làm sao ta hướng lên để lựa chọn, tuyển chọn được những cái người dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm. Mà ở đây tôi có nhớ lại có một cái quốc gia khác họ cũng đưa ra một cái tiêu chí là làm sao cho là để hướng tới đào tạo đội ngũ này, đội ngũ cán bộ cấp cao này để họ có được niềm tin, niềm vinh quang, tự hào về bản thân mình đã được phục vụ nhân dân, phục vụ nhà nước. Và cái nữa là họ cũng cảm thấy mình xấu hổ, cảm thấy ái ngại khi mà mình không phục vụ được hoặc có những vi phạm nhất định. Đấy là những cái mà chúng ta cần quan tâm. Và một phần nữa chúng ta cũng thấy có một cái ý nghĩa lớn là nó tạo dựng được cái niềm tin trong công chúng, trong đội ngũ của anh em. Ngoài những ý kiến chia sẻ của Phó Giáo sư Tiến sĩ Ngô Thành Can ấy, thì tôi cũng muốn trao đổi thêm một chút thế này. Đúng là công tác chuẩn bị cho đại hội nó có nhiều nội dung, nhiều việc phải làm. Nhưng có hai cái việc quan trọng nhất, đó là chuẩn bị văn kiện và thứ hai là chuẩn bị nhân sự. Nhưng mà trong hai cái nội dung quan trọng nhất này thì cái nội dung quan trọng nhất ấy, chính là chuẩn bị nhân sự. Thế chính vì vậy cho nên chỉ thị 35 của Bộ Chính trị lần này nói rất kỹ, nhấn rất mạnh, rất sâu sắc về vấn đề công tác chuẩn bị nhân sự. Đặc biệt lần này phải hết sức chú trọng về chất lượng, mà trong chất lượng thì lại phải hết sức chú trọng về phẩm chất chính trị và đạo đức lối sống. Vì đức là gốc mà Bác Hồ dạy rồi. Cho nên là lần này có hai cái điểm nhấn mà hết sức phải chú ý. Một, không bỏ sót những người thực sự có đức có tài để tham gia cấp ủy. Nhưng phải đồng thời lại không bỏ lọt
những người cơ hội chính trị, những người tham vọng quyền lực, những người dính dáng đến tham nhũng tiêu cực. Bởi tại phiên họp bàn về công tác nhân sự, cố Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cũng nhắc lại cái quan điểm này, và đồng chí có nói là gì? Nếu để lọt những người cơ hội, những người tham nhũng, những người tham vọng và quyền lực vào cấp ủy, các cấp ủy, thì chính là đã tạo điều kiện để cho họ làm hại nước, hại dân nhiều hơn. Cho nên đúng là cái câu nói rất sâu sắc, mà tôi nghĩ lần này có lẽ là phải cố gắng phấn đấu để làm sao không để lọt những cái phần tử đó vào cấp ủy lần này. Xin cảm ơn những chia sẻ của hai vị khách mời ở phần đầu của chương trình. Thưa quý vị, công tác cán bộ luôn được Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư đặc biệt quan tâm, coi trọng và tập trung lãnh đạo chỉ đạo. Nhiều nghị quyết, quy chế, quy định để chấn chỉnh, đổi mới mạnh mẽ công tác cán bộ đã được ban hành. Nhờ đó, cấp ủy, tổ chức đảng các cấp đã nghiêm túc thực hiện các quy định của Trung ương, công tác cán bộ và quản lý đội ngũ cán bộ đã có những chuyển biến tích cực, đi vào nền nếp chặt chẽ hơn. Từ đó ngăn chặn và khắc phục được nhiều sơ hở yếu kém, tiêu cực trong công tác này. Số liệu của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng tiêu cực cho thấy, chỉ trong nửa đầu nhiệm kỳ Đại hội 13 của Đảng đã có hơn 1.000 tổ chức đảng và gần 52.000 đảng viên bị thi hành kỷ luật, trong đó có 91 cán bộ thuộc diện Trung ương quản lý. Riêng án tham nhũng khởi tố mới là hơn 1.300 vụ với 3.500 bị can, tăng hơn 2 lần về số vụ và hơn 3 lần về số bị can so với nửa đầu nhiệm kỳ trước. Đặc biệt, cơ quan chức năng đã điều tra, truy tố, xét xử vắng mặt cả những đối tượng bỏ trốn, đồng thời kiên quyết xử lý trách nhiệm chính trị người đứng đầu trong việc để xảy ra vi phạm, khuyết điểm trong lĩnh vực được phân công, quản lý, phụ trách. Cũng trong nửa đầu nhiệm kỳ Đại hội 13 của Đảng, các cơ quan chức năng đã khởi tố, điều tra hơn 9.000 vụ án và 18.000 bị can về các tội tham nhũng, kinh tế, chức vụ. Riêng án thuộc Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng tiêu cực theo dõi, chỉ đạo đã khởi tố, điều tra 31 cán bộ diện Trung ương quản lý phải đương chức và nghỉ hưu, tăng hơn 1,5 lần so với cả nhiệm kỳ trước. Thưa hai vị khách mời, những kết quả đạt được trong công tác phòng chống tham nhũng tiêu cực của nửa đầu nhiệm kỳ Đại hội 13 của Đảng có tác động như thế nào đối với công tác chuẩn bị cũng như là tiến hành Đại hội Đảng bộ các cấp thời gian tới, đặc biệt là trong công tác nhân sự? Đúng là hơn 10 năm qua thì cái công tác đấu tranh phòng chống tham nhũng tiêu cực đã được Đảng ta chỉ đạo quyết liệt, chặt chẽ và có thể nói đem lại những cái hiệu quả rất cụ thể và thiết thực. Và đặc biệt thì trong nửa đầu nhiệm kỳ Đại hội 13 này, cái công tác đấu tranh phòng chống tham nhũng lại tiếp tục được đẩy mạnh mẽ hơn, quyết liệt hơn, và nó có liên quan đến rất nhiều cái công tác nhân sự của chúng ta. Tôi cho là thế này, thứ nhất ấy, là chính thông qua cái công tác đấu tranh phòng chống tham nhũng tiêu cực ấy, chúng ta phát hiện ra, chúng ta thấy những vấn đề gì chúng ta còn sơ hở, còn kẽ hở trong thể chế, trong cơ chế chính sách để chúng ta kịp thời điều chỉnh, để chúng ta bịt kín những cái lỗ hổng đó. Thứ hai, chúng ta có cơ sở, mà cơ sở rất khách quan, rất khoa học để nhìn nhận, đánh giá cái đội ngũ cán bộ của mình nó chính xác hơn. Và thứ ba nữa là cũng chính cái kết quả của công tác đấu tranh phòng chống tham nhũng này, nó đã góp phần vừa là cảnh tỉnh, vừa là cảnh báo, vừa là răn đe, nhưng nó lại trực tiếp làm trong sạch một bộ phận cán bộ đảng viên. Từ cái kết quả của công tác đấu tranh phòng chống tham nhũng tiêu cực, nó có rất là nhiều cái điều kiện thuận lợi giúp cho cái công tác chuẩn bị nhân sự cho Đại hội Đảng bộ các cấp vừa qua. Và rõ ràng ở đây vai trò của cố Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng là cực kỳ quan trọng. Và ngay trong đánh giá của Trung ương cũng khẳng định một trong những nguyên nhân của những cái kinh nghiệm, nguyên nhân của những thắng lợi này, của kết quả này chính là vai trò của người đứng đầu. Mà không phải chúng ta, đảng ta thấy đâu, người dân người ta cũng thấy, bạn bè quốc tế người ta cũng đánh giá rất cao. Chính vì vậy cho nên là người dân người ta mới suy tôn là cố Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng là một vị tướng trong cuộc chiến chống giặc nội xâm là thế. Chúng ta thấy rằng thế này, cái kết quả mà chúng ta đã đạt được trong những cái thời gian qua đối với công tác phòng chống tham nhũng tiêu cực thì nó có một cái tác dụng rất lớn.
ở đây thì chúng ta có thể là thấy là những cái kết quả trong thời gian chúng ta đã đạt được, đặc biệt là chúng ta nhấn mạnh vào những cái mà được người dân trong cả nước ủng hộ, đấy là sẽ làm không có vùng cấm, không để lọt. Tuy nhiên đây chúng ta thấy rằng thế này, cái mục tiêu cuối cùng, cái mục đích cuối cùng của công tác phòng chống tham nhũng này là chúng ta ngăn chặn, đẩy lùi những cái tham nhũng, cái tiêu cực này. Đồng thời chúng ta lại hướng tới để làm sao mà chúng ta xây dựng được một cái xã hội tốt lành mà giữ được cái kỷ luật, kỷ cương. Ở đây thì chúng ta có thể thấy những cái ý nghĩa to lớn, không chỉ là làm trong sạch đội ngũ mà nó có ý nghĩa là nó tạo ra cái niềm tin của đội ngũ cán bộ công chức viên chức, của nhân dân vào chế độ, vào sự lãnh đạo của Đảng, của nhà nước. Cái thứ hai là nó tạo ra một cái nguồn động lực lớn để cho cán bộ công chức viên chức nhân dân là làm việc hăng say hơn, cống hiến nhiều hơn, và đặc biệt chúng ta cũng thấy là nó tạo ra sự tin tưởng, một niềm tin lớn vào sự lãnh đạo của Đảng, vào cái sự lãnh đạo của các đồng chí lãnh đạo, nhất là cố Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng của chúng ta giảm cái phần này. Và chúng ta cũng có thể thấy một cái tác động lớn trên trường quốc tế để chúng ta thấy rằng là có ảnh hưởng đến cái hợp tác quốc tế của ta, đến cái nó cũng phần nào để làm cho vị thế, tiềm lực, uy tín quốc tế của chúng ta ngày một nâng lên. Vâng, theo các vị khách mời thì để tiếp tục chấn chỉnh và đổi mới mạnh mẽ công tác cán bộ, công tác chuẩn bị nhân sự, hiện thực hóa mục tiêu đề ra trong chỉ thị số 35 thì ngay từ lúc này cấp ủy tổ chức đảng các cấp cần phải làm gì ạ? Đây là một vấn đề mà cả xã hội quan tâm đây. Cái đầu tiên mà mọi người bao giờ nói ngay đến đấy là thực hiện tốt cái công tác cái chỉ thị này. Ở đây chúng tôi thấy rằng là có một cái phần mà chúng ta cần phải làm ngay. Đấy là làm trong sạch lại đội ngũ, đặc biệt là những cái nhóm người và những đội ngũ cán bộ mà chúng ta quy hoạch vào những cái phần này. Đấy là sự tham gia của các đoàn thể, đấy là sự tham gia của thanh tra, đấy là sự tham gia của tổ chức, đấy là nhiều đơn vị vào trong cái phần này. Cái thứ hai mà chúng ta làm đó là phải làm sao tổ chức được những cái bồi dưỡng cho những cái người được quy hoạch, những cái năng lực cần thiết, đặc biệt nhấn mạnh vào đạo đức cách mạng, đạo đức thực thi công vụ và những cái phần nó liên quan đến khả năng áp dụng cái pháp luật vào trong thực thi công vụ. Và ở đây thì chúng tôi thấy có một cái phần, một số thứ mà chúng ta định hướng lâu dài, đấy là tiếp tục cái tinh gọn tổ chức bộ máy và nhân sự. Đặc biệt là hướng tới những cái phần việc nó liên quan đến công tác nhân sự về tổ chức và cái công tác thanh tra. Nhiều nơi cũng có những cái kinh nghiệm về tổ chức những cái ngành này theo một cái hệ thống độc lập tương đối, thì biết đâu tương lai dần chúng ta sẽ dần dần có những cái hệ thống để xử lý những cái phần này nhanh gọn và kịp thời. Đúng là thời gian từ nay đến đại hội đảng bộ các cấp không còn dài, nhưng nội dung chuẩn bị cho đại hội các cấp thì lại rất lớn, đặc biệt là về công tác nhân sự. Chính vì vậy cho nên là để chuẩn bị tốt cho đại hội đảng bộ các cấp, đặc biệt là về công tác nhân sự, thì tôi nghĩ là các cấp ủy cần phải tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện mấy cái điểm chính thế này. Thứ nhất ấy, là phải khẩn trương tập trung rà soát lại cái quy hoạch cấp ủy. Với cái tinh thần theo như chỉ thị của Bộ Chính trị đây, thì chúng ta rà soát để mà kịp thời điều chỉnh, kịp thời bổ sung những nhân sự đáp ứng yêu cầu của chỉ thị này. Thứ hai nữa là chúng ta phải thực hiện một cái việc cũng như thông thường các nhiệm kỳ trước thôi, như lần này, đó thời gian thế này cũng phải tiếp tục, đó là đào tạo, bồi dưỡng, bổ sung, cập nhật kiến thức mới cho cái đội ngũ cấp ủy nếu mà trong quy hoạch. Thứ ba nữa là đến từ nay đại hội cấp cơ sở thì còn rất ngắn, nhưng nó lại có một cái việc mà nó diễn ra ở trên phạm vi toàn quốc ấy, không phải ở chỗ nào cũng có nhưng ở hầu hết các tỉnh nào cũng có và ở các huyện cũng là có, đó là cái việc sắp xếp tổ chức bộ máy đơn vị hành chính cấp xã và cấp huyện.
Vì vậy cho nên đối với những cái địa phương này thì lại càng phải khẩn trương hơn, càng phải tập trung với sự lãnh đạo chỉ đạo hơn để cái công tác tổ chức nó phải đi liền với cái công tác nhân sự của cấp ủy tới đây. Thế rồi thứ ba nữa là gì? Là từ cái yêu cầu về số lượng, về cơ cấu, về tỷ lệ các mặt vân vân, thì như vậy là gì? Bố trí sắp xếp nhân sự trước đại hội, có cả cái việc công tác nhân sự ở đại hội và có cả cái công tác nhân sự sau đại hội. Vâng, xin cảm ơn những chia sẻ của hai vị khách mời trong chương trình ngày hôm nay. Xin lịch chân thành cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị khán giả. Mọi thông tin, ý kiến đóng góp xin gửi về hòm thư luandam.ndtv@gmail.com. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị khán giả ở những chương trình tiếp theo.